Xin chào mọi người. Thì nay mình sẽ tiếp tục review những cái phụ kiện để tập gym nữa. Và đây trước mặt của mình thì đây là hai cái cọng dây quấn gối. Hai cọng dây này để quấn đầu gối khi mà mình squat hoặc là có thể là deadlift, mình sẽ quấn gối. Còn cái này là để quấn phiểu tay. Cái này là để xỏ vào cái phiểu tay mình. Cái này là xỏ chứ không phải quấn nha mọi người. Cái này là dùng để xỏ. Còn cái này là để quấn. Cái này cũng quấn phiểu tay luôn. Cái dạng này là cái dạng quấn chứ không phải xỏ. Cái này thì là để xỏ, còn cái này thì để quấn. Thì bây giờ mình sẽ demo thử cho mọi người xem nha. Đây là cọng dây của THOL. Một cái bên tay trái và một cái bên tay phải. Thì bây giờ mình sẽ đeo vào cho mấy bạn xem nha. Cái cách sử dụng của nó. Có nhiều bạn nếu mà mới mua về chưa có xài thì có thể là hơi lọc cộng tí. Nhưng mà nó rất là dễ sử dụng. Bây giờ mình sẽ demo cho mọi người xem thử nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Tháo luôn bên này. Đó. Cái thiết kế của nó rất là đơn giản. Nó chỉ có như thế này thôi. Cái mặt này thì để mình áp vào cái cánh tay của mình và cái phiểu tay của mình. Thì là cái phần này nó có một cái lỗ. Cái lỗ này là để mình để cái cái lỗ này cho nó vào đây nè nha mọi người. Là cái lỗ này nè. Thì mình cứ để cái này nó đưa vào đây là chính xác. Còn đây thì nó có hai cái cọng dây để mà mình quấn lại cho nó cứng. Một cái thì mình sẽ quấn nó ở phía dưới chỗ này. Còn một cọng này nữa thì còn cọng này thì mình sẽ quấn nha, nó nằm ở phía bên trên cái con chuột của mình. Bây giờ mình sẽ làm thử nha. Đây. Mình sẽ để cái này cho nó ngay cái lỗ này. Rồi bây giờ thì mình sẽ quấn nó lại. Mình quấn cho nó tương đối cho nó bám vô rồi mình sẽ siết cho nó cứng lại sao nha mọi người. Tại vì mình chỉ có một tay thôi thì mình làm nó sẽ khó hơn là có một người hỗ trợ mình làm cái này. Tại vì cái này quấn nó lên trên đây thì nó hơi khó một tí. Bây giờ nó đã dính đây rồi. Nó đã dính đây rồi thì bây giờ mình sẽ quấn nốt cái phần còn lại này. Thì cái phần này mình sẽ quấn cứng rồi. Đó. Thì chỗ này nè, nó đã dính rồi. Đây nó đã dính rồi nè. Nó dính rồi. Thì cái chỗ này mình sẽ kéo cho nó căng ra rồi mình siết nó lại. Đây. Siết nó lại. Rồi mình mới quay lại cái kích thước. Và mình cũng kéo căng nó ra và siết nó lại. Đó. Vậy thì nó sẽ rất là cứng. Rồi thế là xong. Thế mọi người thấy cái cùi chỏ của mình nè, nó lòi ra ngay cái lỗ này là đúng rồi nè nha. Đó. Thì khi mình tập nặng, những cái bài tập nặng như đẩy ngực hay đẩy vai, thì tập tay nữa, tập tay trước nữa, thì mình nên sử dụng cái loại phụ kiện này, cái loại hỗ trợ này để cho nó giúp cho cái khớp mở ngay cái cùi chỏ của mình nó được an toàn nha mọi người. Cái này rất là nguy hiểm, rất là quan trọng, mình cần phải bảo vệ nó. Và còn bên đây nữa, bên đây thì mình sẽ làm cũng tương tự như vậy.
cũng sẽ quấn này như bên kia. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Khi mà tập thì mình nên đeo cho nó đầy đủ hai bên nha mọi người. Mình đừng có đeo một bên rồi một bên bỏ. Đây. Bên này thì mình thử để như thế này rồi mình sẽ làm cho nó có đơn giản hơn bên kia hay không. Hồi nãy bên kia thì mình sẽ để như thế này, mình để như thế này, còn bên này thì mình sẽ đổi ngược lại, mình sẽ để bên đây để mình xem hai con dây này nó bằng nhau. À không được nha mọi người, tại vì cái cọng dây này nè, nếu mình so nó thì cái cọng này nó sẽ dài hơn, cọng này nó sẽ dài hơn cái cọng này, cho nên bắt buộc cái cọng này nó phải nằm ở phía bên trên cái con chuột thì dây nó mới đủ. Trừ trường hợp những ai mà tay bự, bắp tay bự thì mình nên để cái cọng này ở phía bên trên con chuột và cái cọng này ở bên dưới cái cẳng tay, thì mình sẽ phải quay lại như thế này thôi, giống như bên kia cũng quấn ở bên trong mình quấn ra nha, như thế này. Đó. Và tiếp theo là cái này nữa. Rồi. Mình sẽ dán lại cái này. Và rất là chắc chắn nha mọi người. Rồi cái này mình sẽ cho nó lên một tí, nó đã bị lệch ra khỏi cái lỗ rồi, mình phải cho nó lên một tí nó mới được. Phải để cái này cho nó nằm ngay cái lỗ thì nó mới vừa vặn nha mọi người. Đây, như thế này thì nó mới vừa, nó mới nằm ngay chính giữa. Rồi ok, thế là đã xong. Thì mình vừa mới review cho mọi người xem cái cọng dây để mà quấn cái khuỷu tay nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ review tiếp tới cái xỏ, cái loại xỏ chứ không có còn quấn nha mọi người. Hãy chờ mình tháo cái này ra. Đeo vào rất là chắc chắn, mình có thể tập nặng được. Tiếp theo thì mình sẽ đeo thử cái này cho mọi người xem. Thì cái này cái cách sử dụng của nó đơn giản hơn cái loại hồi nãy rất là nhiều, nó không có dây nhợ gì nhiều, nó chỉ là một cái ống như thế này, nó có một cái lỗ. Và cái đầu này thì là cái đầu to, cái đầu này đầu nhỏ. Mình chỉ cần mình xỏ cái đầu to lên trên cái phía bên cái bắp tay cái con chuột của mình là được. Và cái đầu nhỏ này thì nằm ở phía bên dưới cái cẳng tay. Và lưu ý nha mọi người, Ở hai mặt này thì nó cũng khác nhau. Cái mặt này thì nó hơi bị co co lại. Là cái phần này nó sẽ nằm ở phía bên trong, nó sẽ nằm ở phía bên trong này. Còn cái phần mà nó phình ra như thế này đây, cái phần này thì mình sẽ cho nó nằm ở phía bên ngoài cái má, bên ngoài cái má của cái cánh tay mình, bên ngoài phía bên đây nha. Và bây giờ thì mình sẽ sở thử nha mọi người. Cái này thì nó là size L. Đây, cái này size L tùy theo bắp tay của mọi người, có size L, size M. Nếu mà size ai mà bắp tay nhỏ thì có thể xài
sử dụng cái loại mà size M, còn bắt tay to thì mình sẽ xài cái loại to hơn một tí, đó là size L. Mình sẽ đeo vào cho mọi người xem nha. Thì cái này thì đeo nó đơn giản hơn cái kia, nhưng mà mình phải kéo nó lên đó. Ai mà bắt tay vừa thì rất là dễ sử dụng, ngoài mà bắt tay to thì mình kéo nó rất là căng nha. Rất là chắc chắn nha mọi người. Thì cái loại này nó sẽ rẻ hơn cái loại hồi nãy một tí, cái loại hồi nãy nó mắc tiền hơn. Để mình đeo nốt bên đây cho mọi người xem. Nhớ là nhớ đeo là cái đầu bự lên trên và cái đầu nhỏ xuống dưới nha mọi người. Đây, và cho cái này nó nằm ở phía bên ngoài, còn cái mặt này thì nằm bên trong là đúng. Rồi, đã chắc chắn rồi đó. Đây, mọi người xem chưa? Nó là như vậy đó. Thì cái này, cái cách sử dụng của nó rất là đơn giản, rất là chắc chắn. Nhưng mà nó hơi mờ, nó hơi nực một tí nha mọi người. Cái này mình sử dụng nếu mà 1-2 ngày thì mình phải giặt, tại vì mồ hôi nó ra, nó sẽ thấm vào đây, rất là mau dơ. Thì cái này mình sẽ chịu khó giặt nó. Thì cái vấn đề giặt giũ thì những bạn gymmer thì chắc là làm rất là tốt. Giờ mình sẽ tháo ra và mình sẽ review tới cái dây quấn gối nha mọi người. THOL. Và bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người xem cái dây quấn gối này. Thì cái cách sử dụng của nó rất là đơn giản. Mình chỉ làm thử một bên thôi nha mọi người, còn bên kia thì cũng tương tự như bên này thôi. Thì cái chiều dài của con dây này là dài khoảng 2m nha mọi người. Dây rất là dài, rất là thoải mái cho mình quấn. Khi mà mình sử dụng lâu ngày á, cái này nó sẽ bị lờn, có nghĩa là mình dán nó sẽ không còn dính nữa. Thì một tí nữa mình sẽ chỉ cái cách, một cái mẹo nhỏ để mà mình xài nó được lâu hơn. Tại vì cái này nó chỉ hư có cái này và cái này thôi, thì mình sẽ không nên bỏ cả cái cọng dây này, bởi vì cọng dây này rất là bền, mình xài rất là lâu, thì hai cái này nó sẽ hư trước. Thì nếu mà ai mà có điều kiện thì mình có thể mình đi ra ngoài những cái chỗ mà may quần áo, mình mua những cái này về rồi mình sẽ thay nó thì xài rất là ok. Còn nếu ai mà làm biến thì có thể làm theo cái mẹo, một tí nữa mình sẽ chỉ sao. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra nha mọi người. Dây này 2m rất là dài nha, rất là dài. Đây, bây giờ mình sẽ quấn nha. Các bạn lưu ý nha, khi mình quấn thì mình căng cho cái cọng dây của mình làm sao mà cho cái miếng dán này nó nằm hướng vào trong như thế này, nha. Thì một lát nữa khi mình quấn lên thì cái này nó sẽ áp vô như thế này, nó sẽ dính lại. Chứ nếu mà mình để ngược ra thì một tí nữa mình sẽ không dán được, bởi vì cái này nó nằm lật ra ngoài đó. Bây giờ mình sẽ làm thử nha. Không nên quấn cho nó lên cao quá, cũng không nên quấn cho nó xuống sâu quá. Chủ yếu của mình là cái đoạn này thôi, chủ yếu là cái đoạn này của mình. Cái này là cái quan trọng nhất, cái này nó nằm ở giữa.
khi mà mình quấn cái này vào thì khi mà mình tập xong cái ra cái rep đó, cái hiệp đó thì mình sẽ tháo nó ra, chứ mình không quấn để luôn nha mọi người. Bởi vì con dây này nó rất là cứng và nó rất là gì, rất là siết. Khi mà mình để luôn thì máu nó sẽ không có xuống đây và nó sẽ bị tê mà mình không có tập gì được hết. Cho nên là mình khi mà mình tập, khi mà mình vào mình deadlift á, mình gánh á, thì mình quấn lại và khi gai gánh xong thì mình sẽ lại tháo nó ra. Thì mình chịu khó mình gánh có vài hiệp thôi thì mình chịu khó cứ quấn lại và tháo ra như vậy mấy lần á, thì cái chỗ này của mình nó sẽ không có bị tê. Mình phải thả lỏng nó một tí tại vì quấn hơi cứng, đã tê rồi đó. Mình chỉ quấn hơi lỏng lỏng thôi. Đó. Và cái này thì sẽ dán lại như thế này. Ở mặt này nó có cái miếng dán đây. Mình cứ kéo cho nó dán lên tí để cho nó chồm tới. Tại vì mình quấn hơi lỏng nên là nó không có chồm tới cái chỗ này. Thì chỗ này được một ít nè, thì mình sẽ dán nó vào đây. Đó. Nó là như thế. Còn khi mà cái này nó đã hư rồi thì mình sẽ chỉ các bạn cái cách để mà mình tiếp tục mình xài. Và mình sẽ làm như thế này. Đây. Mình sẽ nới rộng cái này ra một tí. Đó. Rồi mình kéo cái này lên. Rồi mình xỏ nó vào như thế này. Mình giả dụ như cái này nó đã bị hư rồi, như thế này đi. Đó, mình sẽ xỏ nó vào như thế này. Rồi. Thì như thế này thì mình tập cũng rất là ok, rất là tốt. Nó sẽ không thể nào vuột nổi. Còn nếu không mà mình cứ dán nó, khi mà nó hư rồi mình dán vào, khi mà mình lên xuống á, nó căng quá nó sẽ tự nó bung ra. Và lúc đó là mình đang gánh nặng, mình sẽ không thể nào mà mình dừng lại hoặc mình sửa nó được. Thì mình nên làm như thế này. Bên kia thì cũng như vậy nha mọi người. Mình chỉ demo một bên thôi, còn một bên thì cũng giống như bên này luôn. Khi mà mình đẩy xong á, thì mình tháo nó ra. Tháo nó ra. Chỉ cần mình thả lỏng nó ra như thế này rồi mình ngồi mình thở, mình nghỉ mệt. Xong rồi tới lúc mà mình đẩy thì mình lại quấn nó lại. Thì rất là nhanh, không có mất thời gian đâu nha mọi người. Mình chịu khó một tí. Và khi mà mình cắt đi thì mình cũng quấn lại như hồi nãy. Mình quấn lại cho nó gọn gàng rồi mình cắt đi. Thì mình làm như vậy thì nó sẽ được bền hơn và mình xài được lâu hơn. Đây. Mình sẽ quấn lại như hồi lúc ban đầu của nó. Cũng rất là nhanh thôi. Đó. Mọi người thấy chưa? Mình sẽ dán lại đó như lúc ban đầu, rất là đơn giản. Hy vọng là một vài cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào nha. Những bạn nào biết rồi thì thôi, còn bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo thêm. Thì một vài cái chia sẻ ngắn gọn của mình đến đây là đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn, hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình nha. Bye bye.